Mà nói thật á, bây giờ mắt tôi sáng cực luôn. Có thể 12 trên 10 đấy. Khi tôi đến trung tâm Vinai này á, thì được bác sĩ Quỳnh tư vấn, thì lúc đó mọi người biết đấy, mắt của tôi chỉ còn 2 trên 10 của độ sáng thôi. Thì tôi cũng hỏi bác sĩ Quỳnh, thì bác sĩ Quỳnh nói là bây giờ có cái phương pháp mới nhất mổ mắt Phaco. Thì lúc đầu tôi cũng rất là sợ đau, thì bác sĩ Quỳnh cũng tư vấn cho tôi là cái phương pháp này không đau và không có kiểu như là mình phải thời gian nghỉ ngơi, thì tôi cũng rất là mừng. Thì mình nhát gan mà, cho nên là tôi đồng ý là tôi mổ mắt luôn. Và mọi người biết không, cái phương pháp mổ mắt Phaco này á, nó không đau. Và qua đây thì tôi cũng đến gửi lời cảm ơn nhất là bác sĩ Quỳnh và tất cả đội ngũ y bác sĩ nhân viên trung tâm mắt Vinai này. Một lời chúc thật là sức khỏe và hạnh phúc.